trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Khi ấy, ông Giu-đa Ma-cô-bê quyên góp được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực tế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người đã chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩa đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hằng tin